đêm tuyển chọn thứ 3 vừa qua đã gọi tên Nguyễn Phúc Như và Phan Thị Hoàng Oanh để bổ sung vào danh sách 9 thí sinh sẽ tranh tài trong vòng chung kết xếp hạng được diễn ra vào tháng 9 tới đây. Chờ đọc kết quả từ ban giám khảo lên, em rất là hồi hộp, tim rớt ra ngoài luôn vậy đó. Nhưng mà khi mà nghe được cái số báo danh cũng như tên của mình xướng lên thì em rất là vui mừng. Cái này là ước mơ của em rất là lâu rồi. Hồi năm rồi cũng có đến với cuộc thi chuyên ngành em cổ, nhưng mà lý do là em viết không tốt cho nên là em đã được năm rồi. Hai là em được top 9 của thi chuyên ngành em cổ nên mình cảm thấy rất là vui. Con đường chinh phục danh hiệu chuông vàng 2017 lại gần thêm bước nữa đối với 6 thí sinh được lựa chọn qua 3 đêm tuyển chọn vừa qua. Có những ước mơ đang dần trở thành sự thật, nhưng cũng có những tài năng chưa thực sự tỏa sáng. Lần đầu đứng trên một sân khấu lớn, các thí sinh không tránh khỏi bỡ ngỡ và lo lắng. Điều này đã phần nào ảnh hưởng đến phần dự thi của các thí sinh. Những dòng cơ đã kịp đông đầy con nước cho điên điển quê hương bừng dậy sắc hoa vàng. Con rất là sáng sân khấu, rất là duyên về cái cao độ, cái luyến lái ngọt ngào. Em cảm âm chưa tới. Hôm nay là con chỉ mới có 20 tuổi thôi, giọng của con chưa phải trở thành là một cái giọng chuẩn. Kết tiếp theo, nên em cũng không có buồn. Tại vì chưa có nhiều kinh nghiệm trên sân khấu cho nên chưa được hoàn thành bài hát, cho nên đạo chưa được chọn em thôi. Đã có những giọt nước mắt tiếc nuối cho phần thi chưa trọn vẹn, cho những mong ước còn dang dở trên sân khấu của chuông vàng giọng cổ. Em xuống thì nó 9 giây, nhưng mà người ta thấy em vội vàng để không kịp hơi. Vô giọng cổ, dù cho như thế nào đi chăng nữa, mình cũng phải buông chữ và nhả chữ làm sao xuống giọng cổ một cách nhẹ nhàng và ngọt ngào. Rất tốt. Tất cả góp ý, chia sẻ của hội đồng tuyển chọn sẽ là hành trang cho các bạn trên con đường nghệ thuật trong tương lai. Tuy là em chưa nhận được kết quả tốt trong phần thi hôm nay, nhưng mà em sẽ hứa và tin chắc một điều, sẽ có một ngày em sẽ trở lại chương trình chuông vàng giọng cổ với một diện mạo mới. Hẹn gặp lại những tài năng trẻ trong chuông vàng giọng cổ những mùa sau với tinh thần, kinh nghiệm và bản lĩnh vững vàng hơn nữa. Đón xem đêm thi thứ tư vòng tuyển chọn phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 27 tháng 8 năm 2017 trên kênh HTV9. Sài Gòn Công Thương Ngân hàng hân hạnh tài trợ chương trình này.